xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Địa Bàn Đến Giao Lưu. Hôm nay là đường Võ Văn Kiệt với những cái phôi mai. Rồi xin mời. Rồi chào Tôn ơi. Chào anh Tâm Nà. Rồi mến chào các chú bác chị em. Hôm nay là ngày 5 tháng 3, em có đem về hai mấy phôi mai giao lưu các chú bác chị em. Rồi thôi số 1 rồi em là 0984 3719, em bao ship toàn quốc, phí ship toàn quốc. Rồi cụ thể số 1 mấy anh ơi, mã số 1 nha mấy anh. Mã số 1 chi cành khá mấy anh ơi. Rồi, chi cành có thể mình làm chi cành thằng dù mà con ơi. Rồi ông thì bà con chắc ngay đây. Rồi ngay tay luôn. Đây. Ngay tay luôn. Bà con làm thằng dù nó rất đẹp bà con ơi. Tại cái đế nó rất đẹp. Mã số 1 mấy anh ơi, số 1. Số 1. Bà con thông cảm ha. Trong rễ này đó, nó không dính níu gì hết, nó không làm mất đi cái vẻ đẹp của cái cây. Rồi tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Để nôm đều nha bà con. Để nôm đều luôn. Rồi cho thông số của em này luôn. Mã số 1. Rồi 23 mấy anh ơi, 23. Tổng chiều cao của bên đây là lên 17 nha bà con. Rồi 17. Bên này là lên được tới 20. Rồi 20. Rồi cao của em luôn. Chiều cao của cây này là 1m bà con ơi. 1m luôn mấy anh ơi. Rồi. Cây này vô chậu 5 tấc bà con. Chậu 5 tấc. Cái dòng cái củ đế này bà con tham khảo. Rồi 75. Còn ở đây thôi nha bà con là 75. Rồi 75. Rồi cây này giao lưu bà con với giá 2.700.000. 2.700.000 phải không? Mã số 1. Rồi mã số 1 mấy anh ơi. Mã số 1 của ngày 5 nha bà con. Ngày 5 tháng 3. Rồi 5 tháng 3. Rồi đổi luôn tiếp theo. Rồi số 2. Mã số 2. Số 2 mấy anh ơi, số 2. Mã số 2 có dáng siêu. Mã số 2. Mã số 2. Siêu hồi đầu. Mã số 2. Ngày 5 tháng 3. 5 tháng 3. Mã số 2. Rồi thông số của em luôn. Tám hoành thân bà con ơi. Rồi ok. Chi chiều... cành tiều bà con, củ đế đặc. Chiều cao luôn. Tổng chiều cao là 50. Rồi 50. Củ đế rất lịch nha bà con. Đó. Rễ rất lớn. Tiều. Rồi cây này giao lưu bà con giá 1.300.000. 1.300.000 mấy anh ơi, phí ship miễn phí. Rồi đổi luôn tiếp theo. Đổi luôn, đổi luôn. Mã số 3. Mã số 3. Nói mắt làm biết là hồi cái gì lại. Ngày 5 tháng 2. Cây để bàn nha bà con. Để bàn mấy anh ơi. Cây rất đẹp. Hoành thân hơi khiêm tốn không bà con. 17. Rồi 17 mấy anh ơi, 17. Cái củ đế nôm ra được 10 nha bà con. 10 luôn. Cây vô chậu 3 nha bà con. Chậu số 3. Rồi giá em luôn. Rồi cây này giao lưu bà con giá 900.000. 900.000 rồi đổi tiếp theo số 3. Rồi số 4. Mã số 4. Mã số 4 mấy anh ơi. Có dáng siêu không bà con? Siêu luôn. Cành tiều. Mã số 4. Số 4 luôn. Đế đẹp không bà con? Ngày 5 tháng 3. Rồi thông số của em. Thông số. Hoành thân thì hơi kim tốt bà con. Hoành thân thì 12. 12.
cái đế thì nó chắc lịch rồi con. Rồi con so sánh ngón tay cái đi, nó bằng ngón tay cái cộng đế rồi con. Rồi. Rồi cây này giao luôn bà con với giá 900 ngàn. 900 ngàn mấy anh ơi, 900 ngàn rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Rồi nhẹ nhẹ đi, đúng rồi, ok. Số 4 anh ơi. Là mã số 4. Mã số 5. Rồi em là số 5. Mã số 5. Mã số 5. Đế đều đẹp nha bà con, đế lực. Đế lực luôn. Bông sai, cái này bông sai chỉ cần chất đều nha bà con. Đây đế lực nha bà con, đều. Số 5. Số 5 mấy anh ơi, số 5. Ngày 5 luôn bà con ơi. Ngày 5 luôn. 3. Mã số 5. Hoàng thân 23. Rồi 23. Tổng chiều cao 50 bà con ơi. Rồi 50. Đây là vô chậu số 4 nè bà con. Chậu số 4 luôn, 4 tấc. Rồi giá của rồi, em đây này giao lưu bà con giá 1.600.000. 1.600.000 rồi đổi luôn, đổi. Rồi tiếp theo. Ok. Mã số 6. Số 6. Cây mini nha bà con, mã số 6. Số 6. Cây bông sai để bàn. Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại của chủ cây nha mấy anh. 304 307 139. Rồi thông số của em luôn. 12 hoành thân bà con ơi. Rồi 12. Tổng chiều cao là 37. Rồi 37. Nôm cao lên là 16 bà con. Rồi 16 luôn. Cái cộng rễ 9 cm bà con. 9. Rồi. Rất là bà con. Rồi cây này có giá 900 ngàn bà con ơi. 900 ngàn mấy anh ơi, miễn phí ship. Rồi đổi luôn, tiếp theo đổi. Rồi xoay luôn. Mã số 7. Số 7 mấy anh ơi, số 7. Số 7. Mã số 7 là voi mai tụ bà con. Tụ toàn bộ mấy cái đầu nhánh nó quýnh nguyên cục nghe bà con. Nó quýnh nguyên cục xù hết bà con. Tại cái nàng quào ra nó dần quét nha bà con. Rồi để okay. Gì cho nó xù lên. Ở đây nó mới rất là chạy à. Mới chạy chữ vàng thôi. Vậy là có hiện tượng ha, xù. Dạ. Xù. Mã số 7. Số 7 mấy anh ơi. Ngày 5 tháng 3 bà con. Số điện thoại em là 0984307139. Rồi tới 21 giờ ngưng. Hoàn thành 19 bà con ơi. Rồi 19. Tổng chiều cao. Tổng chiều cao 4,5 tấc bà con ơi. Rồi, cái này giao luôn bà con với giá 1.100.000. 1.100.000 anh ơi, phí ship miễn phí. Rồi đổi luôn, tiếp theo. Mã số 8. Rồi, em này là số 8. Mã số 8. Số 8. Mã số 8. Phôi mai vàng. Năm tháng 3 luôn. Hoành thân 14. Rồi 14. Tổng chiều cao là 32. Rồi 32 luôn. Giao lưu bà con giá 500 ngàn. 500 ngàn nha bà con. Để điều luôn. Để điều. Giao lưu bà con giá 500 ngàn. 500 rồi đổi luôn mấy anh ơi. Đổi luôn. Tiếp theo là số 9. Mã số 9. Em này là số 9. Có dáng siêu phong nha bà con. Đây bà con á, tới nữa bà con á, như cái nhánh này á, mình tạo lại cái chi, mình lọt theo cái chi này. Nó rất khéo bà con. Còn ông thì cái chi này, mình cho lọt theo qua bên cái chi này đó. Mình dạy chừa cái chi để cho bà con lọt ra, bà con dắt phải lọt. Có dáng siêu phong nha bà con. Siêu phong luôn. Rồi, ok. Số 9. Số 9.
Coi mai vàng nha mấy anh ơi. Hoành thân là 18. Rồi 18 mấy anh ơi. Cao luôn. Tổng chiều cao là 58. 58 rồi. Rồi cái giao lưu bà con giá 1 triệu. 1 triệu chẳng luôn. Rồi đổi luôn. Rồi đổi. Tiếp theo mã số 10. Số 10 lấy điều. Số 10. Số 10 mấy anh ơi, số 10. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Rồi, tròn vòng. Cũng có xuồng mà con, nó nổi những bếp xuồng nha bà con. Tại vì nguyên cái lô cây này là toàn bộ là mai xuồng nhiều lắm nha bà con. Mai xuồng nhiều. Cái này thì mình nuôi sau này là cây xuồng hết nha bà con, toàn bộ nha bà con. 18 hoàn thành. Rồi, 18. 40. Cây vô chậu 4 tấn bà con, đế nó nôm đều chậu hết bà con. Rồi cây này giao luôn bà con giá 1.300.000. 1.300.000 mấy anh ơi, 1.300.000. Phí ship miễn phí. Rồi đổi luôn. Rồi 11. Bà con cũng thông cảm, những bà con nào mới mua cũng thông cảm cái vụ mà đặt tiền cọc cho bà con, không phải là không tin tưởng bà con. Nhưng mà vì lý do hàng quá và gặp khó khăn trở ngại cho bà con ơi. Mong bà con không cảm đừng buồn. Hát đi nó không có nhiêu tiền thiệt. Gặp cả ngày hàng quá bà con. Mã số 11. Rồi 11 mấy anh ơi, 11. Mã số 11. Ngày 5 tháng 3. 5 tháng 3. Mã số 11. Rồi ok, thông số luôn. Cây bonsai để bàn nha bà con. Hoành thân 17. Rồi 17. Chiều cao luôn. Tổng chiều cao là 38. Rồi 38. Rồi. Cây vô chậu 3 bà con, đế rất đều bà con. Rồi giá luôn. Cây này giao luôn bà con giá 1 triệu. 1 triệu đồng. Rồi đổi luôn 12. Tổng chiều 11. 1 triệu đồng. Mã số 12. Mã số 12. Ngày 5 tháng 3. Chi cành đều. Chi cành đều luôn. Rồi thông số của em luôn. 20 hoành thân. Rồi 20 hoành thân. Cây vô chậu 4 tấc bà con. Tổng chiều cao 66. 66 rồi. Rồi cây giao lưu bà con giá 1.300.000. 1.300.000. Rồi đổi luôn. Tiếp theo 1.300.000. Mã số 13. Rồi em này là 13. Cây bonsai để bàn nhỏ bà con ơi, mini. Mini luôn. Mã số 13. Ngày 5 tháng 3. Hoành thân 12. Rồi 12 mấy anh ơi, 12. Cao luôn. Tổng chiều cao là 37. Rồi. Rồi cây này giao lưu bà con giá 500.000. 500.000 mấy anh ơi, 500. 500. Rồi đổi luôn. 500.000. Rồi tiếp theo. Rồi 14. 14. Mã số 14. Mã số 14. 14. Mã số 14. 14 mấy anh ơi, 14. Hoành thân 18. Rồi ok, cao luôn. Tổng chiều cao là 31. Rồi. Cây vô chậu 4 bà con ơi. Chậu số 4, 4 tấn. 900.000. Rồi, đó. Rồi, tiếp theo 15. Mã số 15. Mã số 15. Là một cây chân. Số 15 ngày 5 tháng 3. Mã số 15 nha mấy anh. Số điện thoại em là 0984307139. Rồi thông số luôn. 20 hoành thân. Rồi 20. Chi cành đều bà con. Tổng chiều cao là 60. 60 rồi. Rồi cây giao lưu bà con giá 1 triệu. Mã số 15.
15 1 triệu. Rồi tiếp theo, rồi 16. Mã số 16. 16 mấy anh ơi. Đây mini để bạn. Mã số 16. Để gắn quái bà con. Mã số 16. 16. Tháng 3. Hoành thân 13. Rồi, hoành thân 13. Đây rất quán bà con. Loại cây này giao lưu bà con giá 400.000. Mã số 16. Mới giá 400.000. 400.000 rồi, ok. Mã số đưa đổi cây. Đổi cây, đổi cây. 17. Rồi, mã số 17. Bắt đèn led lên. Mã số 17 nha mấy anh. Mã số 17. Ngày 5 tháng 3. Mã số 17. Mã số 17. Hoành thân 22. Rồi, 22 mấy anh ơi. Tổng chiều cao là 45. Rồi, 45. Rồi cây này giao lưu bà con giá 800.000. 800.000 mấy anh ơi, 800 rồi, đổi luôn. Đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 18. 18. Đế điều chi cành điều không bà con. Mã số 18. Ngày 5 tháng 3. Mã số 18. Chi cành điều, đế điều không bà con. Rồi thông số luôn. Hoành thân 20. Rồi 20. Tổng chiều cao 58. 58 mấy anh ơi. Rồi cây giao lưu bà con giá 1.200.000. Mã số 18. Mã số 18. Rồi đổi luôn. 19. Mã số 19. Mã số 19 nha mấy anh. Mã số 19 hình sáng ốc nha bà con. Mã số 19. 19. Rồi tròn chi vòng luôn. Đi gần đều luôn. Rồi thông số của em luôn. 16 hoành thân. Rồi 16 cao. Tổng chiều cao là 39. 39. Rồi. Rồi cây giao luôn bà con giá 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. 19 rồi đó. Rồi 20. Có 20. 20. Nói cho 20 cây tại do bứng với làm bầu nó hơi nghịch cái cây nha bà con. Về mình trồng gì nha bà con. Nói cho 20. 20. Ngày 5 tháng 3. Hoành thân 18. Rồi 18 anh ơi, cao luôn. Chiều cao là 45. Rồi 45. Rồi mã số 20 giao lưu bà con với giá là 1.100.000. 1.100.000, phí ship miễn phí nha mấy anh. Rồi đổi luôn. Rồi đổi. Rồi tiếp theo. 21. Mã số 21. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Mã số 21. Cái rễ này nó có rễ này nha bà con, còn bà con muốn để điều thì đây nó có những cái rễ con mình lắp đây, cắt lại đây mình lắp đây, không thời gian là nó sẽ có rễ mọc xuống đây. Cây này có dáng siêu, bà con muốn để dáng siêu gì rễ tại trường có cốt cao trên này là đấy. Nếu như bà con thích dây trực thì mình dựng lên, mình dựng lên gì đó, rồi mình cắt ở đây là đó là làm mặt trụ rồi, ok. Hai dáng chơi của đế đẹp. Nó có 21. Mã số 21 nha mấy anh. Tháng 3. Rồi thông số của em luôn. Hoành thân 30. Rồi 30. Nếu chiều cao tới đây là nó được 38 nha bà con. Rồi 38. Cao tới đây là được 55. Rồi ok. Rồi cây này giao lưu bà con giá 2 triệu đồng.
2 triệu chẳng nha mấy anh. Mã số 21. 2 triệu đồng chẳng luôn. Phí ship là miễn phí. Miễn phí. Thì hôm nay có 21 coi. Thì mến chào tạm biệt các chú bác và anh chị em. Chúng ta là cảm ơn các chú bác anh chị em. Được không mọi em? Chúc sức khỏe các chú bác anh chị em. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Mến rồi, thay mặt bà con tạm biệt và hẹn gặp lại luôn. Rồi tạm biệt luôn các anh ơi, chúc sức khỏe, hẹn gặp lại nha, nhớ đăng ký kênh để cập nhật được video mới. Cảm ơn các anh rất nhiều, rồi hẹn gặp lại luôn, mến chào tạm biệt.